À, thưa anh Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia. Thưa anh Tô Đình Quân, tổng biên tập báo Người Lao Động. Thưa các anh chị lãnh đạo các hiệp hội, sở, ban ngành trung ương và địa phương. Trước hết là cho tôi gửi lời cảm ơn đến báo Người Lao Động đã tổ chức cái buổi tọa đàm này để cho các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội và doanh nghiệp có dịp ngồi lại sau dịp đầu xuân để chúng ta chuẩn bị cho một cái năm 2024 đầy tham vọng. Cho tôi cũng quay lại cái chỉ thị 08 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của chính phủ. Trong cái chỉ thị này á, thì chúng ta thấy chính phủ đã đưa ra bên cạnh những cái thành tích đạt được còn những 8 cái hạn chế, 8 cái tồn tại và hạn chế, rồi 5 cái thách thức, 5 cái thách thức và 5 phương châm chúng ta phải thực hiện, và 16 cơ quan đơn vị trung ương và địa phương được phân công, được giao nhiệm vụ. Nhìn vào đây á, chúng ta cũng thể thấy được đâu là mặt mạnh, đâu là mặt yếu, đâu là những cái việc mà chúng ta phải triển khai với mục tiêu tham vọng 18 triệu khách và còn hơn nữa. Và chúng ta thấy một khối lượng công việc rất là đồ sộ, rất lớn. Thì cho phép tôi được lược lại một vài ý. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là trong cái tồn tại nhận thức chúng ta hiện nay á, để đón khách đi du lịch nhiều hơn á, chúng ta nói nhiều về vấn đề mục mũi nhọn, nhưng bản chất của nó là cái nhận thức, định hướng, từ đó đưa ra cái quy hoạch và kế hoạch. Cái này là cái khâu rất lớn và đang rất vướng. Nếu đi làm du lịch trực tiếp rồi á, chúng ta sẽ thấy đây là vấn đề mà không tập trung á, thì chúng ta sẽ lệch. Thế tại sao lại nói nhận thức mà chúng ta đã nói mũi nhọn rồi, tất cả mọi người nói về du lịch mà lại nhận thức ấy, lại phải nói lại? Bởi vì chúng ta từ nhận thức chúng ta đưa ra cái mục tiêu, định hướng mục tiêu, rồi kế hoạch, giải pháp và nhiệm vụ, thì cả toàn bộ cái chu trình 5 cái bước này nó đang có vấn đề hết. Đây là một cái thách thức mà Thủ tướng chỉ ra, đó là tồn tại và hạn chế. Chúng ta phải xem lại cái phần này. Mũi nhọn chúng ta nói thì dễ, nhưng mà định vị cái hàm lượng hay là cái nội nội hàm của cái mũi nhọn nó gồm bao gồm cái gì, thì đây là vấn đề chúng ta, các địa phương rồi cả nước nó sẽ khác nhau, các địa phương khác nhau, mỗi địa phương có một cái hoàn cảnh, tình hình địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau. Chúng ta cần xác định lại cái nội hàm này, nếu không thì chúng ta sẽ không định vị được á, chúng ta sẽ không xác định được đâu là cái mục tiêu chúng ta vào, kể cả thị trường nữa. Trong này á, thì đối với cái vấn đề về cái định hướng và cái nhận thức, thì chúng tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta làm rõ nội hàm rồi. Vấn đề thứ hai á, từ đây chúng ta thấy vấn đề chính sách, một trong cái hạn chế mà tồn tại mà Thủ tướng nêu á, là cũng đó là vấn đề về về chính sách. Cái cơ chế nó thay đổi chậm và nó thiếu đồng bộ, thiếu linh hoạt. Thì chúng ta đều nói như này hết, và Thủ tướng đã chỉ ra rõ ràng là so với nước xung quanh, chúng ta nói nhiều về visa, chúng ta nói nhiều về visa là cái gọi cánh cửa mở hay đóng, lượng khách vào, thì rõ ràng là cái tốc độ thay đổi và điều chỉnh cái chính sách của các nước thông qua cái visa thôi, chúng ta thấy là nó rất nhanh và nó rất là linh hoạt, nó phục vụ đúng theo, đánh và đúng theo nhu cầu của khách. Và chúng ta thì cần phải xem lại vấn đề này. Dĩ nhiên là chúng ta có những cái khó khăn cá nhân, khó khăn riêng của đất nước chúng ta, nhưng mà không thể vì khó khăn đó mà chúng ta hạn chế đưa ra những chính sách mà nó đóng. Thật sự visa hiện nay chúng ta rất là cố gắng, có nhiều cái bước đi, nhưng so với nước khác chúng ta vẫn đóng hơn, vẫn chưa linh hoạt bằng. Đây là một vấn đề, cái cản trở. Nhưng bên cạnh đó cũng còn chính sách khác nữa. Chính sách khác nữa, tôi nói một chính sách mà ví dụ kích cầu nội địa, hoặc là thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp ở các nước họ làm rất là triển khai rất là tốt, thì phải chăng là chúng ta nếu nói về mũi nhọn thì chúng ta phải đầu tư cho đúng cái chính sách đồng bộ, đồng bộ. Các doanh nghiệp, đặc biệt là hiệp hội, cũng đã kêu rất nhiều về những ưu đãi hay là những cái đầu tư cho chính sách đối với mũi nhọn, thì chúng ta thấy là đây cũng là một cái điểm chúng ta cần. Cái thứ ba là cái quy hoạch. Quy hoạch chúng ta hiện nay nó khá là mơ hồ. Chúng ta phải xem lại cái này, chúng ta phải thành thực nói với nhau rằng là nếu chúng ta không làm rõ cái này, chúng ta cũng sẽ bị tiếp tục. Tôi nói một ví dụ thôi,
Trong chúng ta biết là 3,6 triệu khách, chúng ta nói quy hoạch về thị trường 3,6 3,8 triệu khách Hàn Quốc chẳng hạn. Nhưng chúng ta đã có định vị trong mỗi thị trường đó từ nay năm 2030 với thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, chúng ta định vị mỗi thị trường ta đón bao nhiêu chưa? Thái Lan nó có định vị về đón khách của Việt Nam chúng ta đến năm 2030 rồi ạ. Họ làm quy hoạch rất xa. Họ tính toán làm sao mà hút được cái ông Việt Nam qua 100 triệu dân qua. Và từ đó đưa ra những giải pháp rất đồng bộ. Và chuyện vấn đề quy hoạch cũng là chúng ta phải tính toán. Chúng ta phải tính được với thị trường Trung Quốc. Chúng ta năm nay đón bao nhiêu Trung Quốc, năm tới đón bao nhiêu và đến năm 2025, 2030 chúng ta đón bao nhiêu. Từ cái mục tiêu đó với thị trường Trung Quốc chúng ta sẽ đầu tư. Chứ không chúng ta sẽ đầu tư tràn lan mất vì dòng dòng vốn chúng ta có hạn. Và đặc biệt các doanh nghiệp sau khi có những thông tin thì đổ xô đi làm có khi lại gây tốn. Đây là một cái điều tôi nghĩ là cái quy hoạch rất là cần. Kể cả quy hoạch du lịch trong thị trường trong nước nữa. Chúng ta cũng phải tính chúng ta có 102 triệu khách đi trong nước, 103 triệu khách, đến 105 triệu khách năm nay. Nhưng mà cái từng thị trường một, từng khu vực một chúng ta quy hoạch đón thế nào? Vùng mùa vụ đón thế nào để từ đó chúng ta bố trí nguồn lực vào. Các doanh nghiệp kêu rất nhiều về vấn đề về vé máy bay. Vietravel thì may mắn là làm cả hàng không và du lịch. Chúng tôi đứng cả hai chân nên chúng tôi hiểu được đâu là cái khó. Đâu là cái khó. Cái phần này chốc tới phần liên kết tôi sẽ nói thêm. Nhưng rõ ràng chúng ta phải có quy hoạch. Không quy hoạch thì chúng ta không làm kế hoạch được. Không làm kế hoạch được thì chúng ta hoạt động, hành động là nó đụng đâu là sâu đấy. Chúng ta dẫn đến là tốn phí nguồn lực, mất thời gian, tạo cơ hội cho doanh nghiệp bứt lên khó. Đây là một cái tôi đề nghị xem lại cái phần này. Chúng ta cũng cần nói nhiều vấn đề về cái môi cái từ quy hoạch đó chúng ta nói nhiều về cái môi trường sống, môi trường kinh doanh, môi trường du lịch. Thì bản chất du lịch nó dựa trên cái môi trường này. Thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải định vị lại cái môi trường du lịch là môi trường gì và khu nào chúng ta phải tạo xây dựng bằng được cái môi trường đó. Môi trường này chúng ta hay nói rằng nó là an toàn, sạch, thân thiện và nó có tính bền vững cao. Thế thì những cái tiêu chí đó của chúng ta áp vào trong cái địa phương cũng có định vị luôn là nó nên như thế nào, có KPI, tức là có cái định chuẩn định tính ở nó. Chứ đôi lúc cứ bị kêu, ngay vừa rồi chúng ta thấy Hạ Long chúng ta là khả năng là bị vào vùng đỏ, khả năng bị rút di sản nghe rất là buồn. Nhưng mà vì chúng ta ở Hạ Long rất là cố gắng, nhưng một mình Hạ Long không thể cố gắng một mình tám một mình được mà nó có tính liên kết. Nhưng mà bản chất câu chuyện là từ cái ngành dân sinh khác, ví dụ như là vấn đề thủy hải sản có khi nó lại gây ra câu chuyện đó, nó lại tác động vào du lịch mà chúng ta không để ý. Thì như vậy trong vấn đề về cái môi trường chúng ta cần phải định vị lại, xác định lại để chúng ta đưa nguồn lực vào để phối hợp kết nối các để đảm bảo cái môi trường kể cả an ninh nữa. Tôi thấy tình hình trong thời tiết bây giờ về an ninh phải nói thẳng là rất tốt, phải nói rất thật lòng là rất tốt. Trước đây là cái tình giật dọc rồi là những cái trò chèn ép rất là nhiều, nhưng mấy năm gần đây chúng ta thấy ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là chúng tôi gần như là tôi gọi là tiệt nọc tiệt hẳn luôn, rất là ít, rất đáng khen ngợi. Nhưng vấn đề chúng ta không chỉ có an ninh mà làm sao nó phải sạch. Chỗ nào đáng sạch là phải sạch, chúng ta không đủ sức thì chỗ nào đáng sạch là phải sạch. Chứ bây giờ nói sạch cho tất cả cả nước cùng sạch thì nó khó. Chúng ta phải phân chia ra và đầu tư trọng điểm để chúng ta có sạch và xanh, đồng bộ hóa nó, giảm phát thải và thân thiện với môi trường, mang tính bền vững. Tại sao tính bền vững? Vì chúng ta các anh chị cũng thấy kêu ầm lên là Phú Quốc thiếu thiếu khách, rồi chỗ nọ điểm du lịch kia rác, điểm du lịch nọ là không còn là điểm du lịch nữa. Mỗi người cảm nhận một cách khác nhau khi đến cái điểm tham quan, nhưng bản chất của điểm tham quan chúng ta nói rằng là chúng ta hút khách tỷ phú. Tôi cũng xin nói thật là Vietravel đón cũng có vừa làm mấy cái đám cưới đó, chúng tôi không được công bố thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng nói rất là công bằng mà nói là trong sáng nay cũng đã có cái thông tin trên VTV nói về cái điểm đến thì cũng nhấn mạnh về cái môi trường và cái việc mà người ta chọn mình. Tại sao đây là cái chỉ số rất quan trọng ạ. Tại sao chúng ta khách Việt Nam đi Thái Lan đông thế mà không phải đi một lần ạ, đi 4 đến 5 lần? Tại sao khách đến Việt Nam chúng ta cái lượng khách quay trở lại lần thứ hai thấp thế? Xin nói thật các anh là môi trường đóng vai trò cũng rất là lớn.
bởi vì nó tạo ra cái sản phẩm, môi trường tạo ra sản phẩm. Và chúng ta nhìn lại cái sản phẩm của chúng ta đó, thì sản phẩm chúng ta đến giờ này á, bản chất cái câu chuyện chúng ta đang khai thác du lịch Việt Nam á, chúng ta theo hình que từ Bắc vào Nam cũng chỉ một dọc thôi, liền một dải thì cứ thế thôi. Chúng ta chưa có cái mang tính gọi là nó vùng Nan Hoa, quy hoạch động lực vùng Nan Hoa, năm vùng hay là bảy vùng, mà mỗi cái vùng đó đâu là cái hấp mà nó tỏa ra, lan tỏa ra Nan Hoa, nó kết nối thế nào. Cái điều này nếu chúng ta làm tốt cái quy hoạch này, làm tốt cái định vị này thì các tỉnh sẽ không cạnh tranh lẫn nhau mà là hỗ trợ lẫn nhau. Cái tỉnh miền Tây thì chúng ta trước đây hay kêu lúc nào cũng sông nước nhà vườn này, cải lương giống nhau hết, vì nó bản chất nó chỉ có thế thôi. Mà chúng ta không tạo được cái Nan Hoa kết nối quy hoạch lại thì chúng ta sẽ dẫn đến một sản phẩm nghèo nàn, và chúng ta cứ khai thác mãi một cái đường Bắc Nam, Bắc Nam. Rồi chúng ta nói gần đây là du lịch đường biển, thì chúng ta quy hoạch đường biển thế nào để tạo cái sản phẩm đường đường biển. Và chúng tôi thì tập trung giải quyết nhiều về cái vừa qua thì có sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, thì tôi bàn cùng với bên chỗ Tổng ty Đường sắt Việt Nam để triển khai cái du lịch đường sắt. Đường sắt phải nói rằng đây là một cái chúng ta hay chê đường sắt, nhưng có cái gì hơn được đường sắt về cái việc độ tiếp cận và trải dài trong vòng 48 tiếng là từ Bắc vào Nam, từ nhiều vùng khí hậu khác nhau với nhiều cảnh quan khác nhau. Nếu chúng ta nhìn đường sắt với một cái tư thế là một cái hành trình vận chuyển công cộng thì chúng ta đã đánh mất cái giá trị văn hóa của nó trên đó, lịch sử của nó trên đó. Và chúng ta thấy đường sắt Hà Nội, khi các anh chị Hà Nội vừa rồi làm cái cùng với đường sắt làm cái ga Gia Lâm, làm cái đầu cầu Long Biên, nó rất hay, 100.000 khách đến, làm mới lại cái cũ là như thế. Cái sản phẩm của chúng ta hiện nay là thực sự, báo cáo với anh chị là tôi mới đi lên Đà Lạt về, tôi thì mấy cái điểm tham quan Đà Lạt thì nó cũng gần, nó không còn như ngày xưa được nữa, mấy cái hồ rồi mấy cái thác tiếp nó mất dần đi theo cái tốc độ phát triển kinh tế của chúng ta. Vậy thì chúng ta cần giải, chúng ta sản phẩm chúng ta không đủ độ, không tốt, thì tôi xin khẳng định là chúng ta không thể kéo khách quay trở lại lần thứ hai, lần thứ ba được. Mà một khách cũ chi phí nó rẻ hơn 5 lần so với khai thác một khách mới. Chúng ta khai thác khách mới mất 5 lần chi phí cao hơn so với một khách cũ quay lại. Cái này là WTO đã chỉ rõ. Vậy thì cái chỉ số khách quay lại lần thứ hai, lần thứ ba của chúng ta, khách Hàn Quốc cũng thế, rồi các khách Trung Quốc, cái chỉ số này nó đo độ dày của sản phẩm, độ sâu của chiều sâu của cái cấu trúc ngành du lịch chúng ta và cái uy tín của thương hiệu chúng ta, chiều sâu của chất lượng chúng ta. Đây là cái chỉ số cực kỳ quan trọng, chúng ta đừng đánh giá thấp nó. Nếu chúng ta đánh giá thấp nó, chúng ta sẽ tốn phí rất nhiều trong vấn đề xúc tiến đầu tư và tạo sản phẩm mới. Và sản phẩm của chúng ta thì ở đây trong cái chỉ đạo tồn tại hạn chế của Thủ tướng cũng nêu vấn đề này, nhưng cái giải pháp để khắc phục nó thế nào thì đây là một câu chuyện. Và từ đây thì chúng ta cũng nói sang đến cái vấn đề về cái kết nối, cái kết nối du lịch của chúng ta để tạo sản phẩm. Thì ngoài cái việc là chúng tôi có đề nghị, vừa qua chúng tôi đề nghị là 6 đến 8 đơn vị mạnh nhất trong ngành du lịch ngồi lại với nhau, và hàng không ngồi lại để tạo ra một cái quả đấm thép để hỗ trợ cùng với chính quyền phát triển thị trường nước ngoài. Báo cáo là cái này á, Thủ tướng thì nói rất là rõ, cái hạn chế của chúng ta đó là liên kết thì không sâu và lỏng lẻo, và không có sự liên kết kết nối. Các nước họ liên kết rất là chặt chẽ và tạo ra một sản phẩm đủ rẻ, đủ hấp dẫn để kéo khách đến. Chúng ta thì mỗi nhà là một một cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi trái, trái nhà ai nhà đó giữ, thành ra là chúng ta không cách nào mà mang trái ra nhà nhau được. Chúng tôi có mời 6 đơn vị, sau đó là lên 8 đơn vị ngồi lại với nhau, mà khi vận động chầy chặt nhìn nhau không vui, không vui khó ngồi. Thì bản chất câu chuyện đó, không vui là việc của mình, nhưng mà kết nối là việc của Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, là tiếng Việt thì chúng ta kết nối lại với nhau. Và tôi vẫn mong muốn qua diễn đàn này, biết đâu 8 anh chị lãnh đạo 8 tập đoàn đó ngồi lại, lại đồng ý ngồi lại. Chúng tôi đạt được khoảng 5 người, trong đó có cả Sun, Vin, đúng không ạ? Nhưng mà rồi Việt Nam Airlines, rồi một số đơn vị chúng tôi đã kết nối được rồi. Nhưng mà một vài chỗ khác thì còn đang vướng. Nếu không có quả đấm thép á, chúng ta có cái binh đoàn chủ lực á, chúng ta sẽ làm đánh rất là khó. Không có lực lượng, không có nguồn lực, không có nguồn lực
bản chất mỗi lần đi chúng ta làm xúc tiến, các anh chị nói nhiều về xúc tiến, nhưng mà xúc tiến mỗi lần đi là một lần tốn tiền, mà tốn tiền ấy, thì không thể nào chúng ta dùng ngân sách hoặc là cứ kêu gọi đóng góp mãi được. Chúng ta phải có một cái nhóm tập đoàn đã ngồi lại. Ở đây thì trước đây có cái mô hình TAB, TAB và cái câu chuyện bản chất của nó thì nó phải tập hợp, nó phải có cái kế hoạch hành động cụ thể và đánh vào từng thị trường cụ thể. Chứ còn nếu không á, chúng ta sẽ khó làm. Và chúng tôi rất hoan nghênh anh Hiền Hòa vừa rồi cũng đã có thông báo thì Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai, cũng có đề đạt và cũng có tham mưu thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho triển khai bước đầu cái này. Tôi đánh giá rất là đúng, rất là đúng. Mỗi tỉnh thành đều phải có những cái liên kết đó hết và chính nó đã tạo ra sức mạnh. Còn quần chúng thì rất là cần, thì chúng ta cũng cần hạt nhân, cần những hạt nhân. Chúng ta có rất nhiều quân đội, nhưng trong quân đội chúng ta cũng cần những binh đoàn thép thiện chiến để chúng ta đi làm. Chứ không rất khó, rất là khó để chúng ta không thực sự không nguồn lực. Vậy liên kết, chúng ta cần phải liên kết và tăng cường liên kết cả chiều sâu chiều rộng, đúng như theo cái phương châm, tam phương châm mà thủ tướng chỉ đạo. Chúng ta không làm được chuyện này á là rất khó. Và tôi mong muốn qua diễn đàn này, mong muốn qua báo Người Lao Động và các anh chị đang lãnh đạo ở đây, chúng ta cố gắng tạo liên kết, từ liên kết lớn đến liên kết nhỏ, từ liên kết nhà vườn thôi, liên kết sản phẩm địa phương, cho liên kết vùng ở Tây Nam Bộ hoặc là Đông Nam Bộ, hoặc vùng vòng cung 279 ở phía Bắc. Những liên kết đó nó tạo ra những hệ thống sản phẩm, những hệ sản phẩm, những cái hệ giá trị để chúng ta làm. Chúng ta cũng còn cái liên kết rất chặt chẽ với hai cái ngành nữa là ngành văn hóa và thể thao. Chúng ta một cái bộ văn hóa thể thao du lịch, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cái kinh tế thể thao và kinh tế du lịch và kinh tế văn hóa, ba cái kinh tế này chúng ta phải du lịch, chúng ta phải tận dụng được. Chúng ta rõ ràng thấy một kinh tế văn hóa ở Singapore họ làm như thế, chúng ta thấy rõ ràng là cái văn hóa ở các nước họ khai thác được ra tiền. Chúng ta nói một cái chuyện văn hóa nhẹ nhàng thôi, ví dụ như là kim chi của Hàn Quốc sang đó là đi coi người ta làm kim chi và ăn kim chi rồi mua kim chi. Kim chi là dưa cải, dưa muối của mình thôi mà, giống như vậy thôi mà nó đưa lên một cái tầm thành văn hóa và trở nên thành giá trị văn hóa, và chúng ta đi mua cái giá trị văn hóa đó mang về, không phải mua dưa đâu ạ, chúng ta mua giá trị văn hóa của họ đấy. Và cái nhìn nhìn xấu sâu xa được cái về văn hóa, chúng ta sẽ giúp được cái ngành văn hóa của chúng ta ở mỗi địa phương cũng như là của đất nước Việt Nam chúng ta có thể là có thêm kinh phí để chúng ta bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa đó. Đây là cái điều mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta khai thác nó, những giá trị văn hóa đó để tạo kinh tế, nó thật sự là tinh tế. Kinh tế là phải tinh tế, đặc biệt là kinh tế văn hóa là phải tinh tế, nếu không chúng ta trở thành xô bồ xô bộn mất. Tôi muốn trao đổi ý này rất là quan trọng, vì cũng đây có rất nhiều sở ban ngành mà phép qua diễn đàn này để có một cái tham mưu tư vấn cho các chị lãnh đạo, là chúng ta cần phải khai thác từ giá trị văn hóa bản địa mỗi đơn vị chúng ta, ở mỗi địa phương chúng ta, để giúp cho các ngành du lịch, những công ty du lịch chúng tôi có thể là tiếp cận được và sử dụng được. Rồi thể thao, chính phủ đã có cái vừa qua, chính phủ cũng bộ anh chị đã có nói về kinh tế thể thao. Chúng ta nói về thể thao rất nhiều, chúng ta đều biết rằng là những cái trận đấu như Đà Nẵng nói rằng các cầu thủ bóng đá sắp đến và sẽ ta kéo khách đến. Nhưng chúng ta có một năm có bao nhiêu sự kiện thể thao lớn mang tính quốc tế ở Việt Nam không? Chúng ta nói rằng là nó là kinh tế, vậy tại sao không có kinh tế đó? Vừa qua thì Viettravel chúng tôi cũng tư vấn và đưa về Bình Định cái UIM F1, đó là cuộc đua vô địch thế giới về thuyền máy tốc độ cao của nhà nghề đó. Nó có 9 chặng trên toàn quốc, nó giống như là đua trên mặt đất. Nhưng mà ở mặt đất chúng ta làm trường đua rất đắt, mà Việt Nam chúng ta riêng cái thủy thôi, cái du lịch về biển thôi, về nước thôi, chúng ta sông nước là chúng ta dư, không phải làm đường đua gì cả, chi phí rất là dễ, kéo khách được nhanh. Ta làm nó dễ chứ một cái đường đua 100 mấy chục triệu đô đấy đâu mà đầu tư. Nhưng làm một cái giải như thế tổng cộng nó chỉ chiếm hết 9 triệu. Nhưng mà chúng ta làm một tờ tốt thì cái hiệu quả mang lại rất lớn. Mới đầu tiên là vấn đề xúc tiến, là khẳng định điểm đến của Việt Nam ra tổ chức được tất cả những cái giải thế giới, nó làm được. Nhưng mà cái sự liên kết, khi kết nối những cái địa phương, cái vùng kéo vào, báo cáo rất thật là vất vả, xe chỉ luồn kim mệt lắm, lúc vải dày vải mỏng phâu lại với nhau cực kỳ mệt để cho nó thành ra được một cái áo, mệt quá. Tuần tới xin báo cáo với anh chị là từ 22 đến 23 chúng ta sẽ có khai mạc ở tại đầm Thìn Hại, nó gọi là Thìn Hại Bay. Cái sự kiện này nó bao gồm
có hai sự kiện chính là đua mô tô nước, nó là Aquabike và cái Speedboat. Aquabike thì đua trong 3 ngày, vừa đua vừa biểu diễn, thứ 6, thứ 7, chủ nhật tháng 2, 23, 21, 20, 21, 23. Và dự kiến là chủ tịch nước sẽ về. Tại một tuần sau đó thì thứ 7, chủ nhật thì bắt đầu đua Speedboat. Thứ 7 là xếp hạng, phân loại đường đua, và chủ nhật là đua chính thức ở trên đường thị nạn. Tập hợp 60 đội đua, 2.500 vận động viên, và cái team nó vào rất là đông. Ở Indonesia là chính phủ đứng ra tổ chức cái giải này và dùng ngân sách để làm, tổng thống ra, bộ trưởng văn hóa thể thao du lịch của Indonesia là trưởng ban tổ chức. Chúng ta thì lập một công ty tư nhân, công ty cổ phần rồi mới đứng làm với nhau, nói chính quyền hạn lắc đầu hết, bảo chúng tôi hỗ trợ hết lòng. Không phải đâu ạ, đây là một sự kiện tầm thế giới, chúng ta phải tổ chức ở tư cách quốc gia, chúng ta mới có thể đủ lực để làm. Nếu không, chúng ta không cẩn thận nó thành ra vôi vác rồi mang tiếng rồi chẳng ai đến với chúng ta nữa. Đây là cái chuyện mà chúng ta phải thấy. Nói về sản phẩm kinh tế thể thao, chúng ta phải nói đến tận thế, đến tận cùng luôn. Chúng tôi đang dự kiến là sẽ làm một cái cuộc đua nữa năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, đua xe ô tô race team ở trên nóc nhà Đông Dương tại đường mòn Hồ Chí Minh, đang triển khai cái này. Chúng ta giải phóng miền Nam 50 năm vẫn phải ôn lại lịch sử chứ, từ Bắc vào Nam, phải không? Những cái này rất là quan trọng. Thì kinh tế thể thao cũng là cái chúng ta có thể kết nối. Và đây thì tôi nói thêm về cái vấn đề chút về ẩm thực. Tôi là chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam. Thì ẩm thực chúng ta có rất dễ đưa thành cái thương hiệu quốc gia. Chúng ta có thể rất dễ vì cái vốn ăn của chúng ta quá dày, quá hay, quá độc đáo. Bây giờ mà sang Hàn Quốc bảo ai biết phở Việt Nam không thì hầu như là Seoul biết hết. Ở vùng xa xa nó không biết. Rồi bánh xèo Việt Nam thì ai cũng biết hết. Nó nổi thì chúng ta cũng nổi lắm đấy. Nhưng mà để chiến lược xúc tiến nó để trở thành một cái thương hiệu quốc gia, để chúng ta đánh vào cái thị trường, lôi kéo cảm tình của họ để họ sang Việt Nam du lịch, chúng ta đã làm chưa? Ngày 15, 16 ngày thì tại làng Vân Cù, nơi phát sinh ra phở, rất phối hợp để làm lại cái lịch sử phở, 100 năm phở. Và du lịch sẽ dùng cái đó để chúng ta hút khách. Vậy cái tính kết nối của văn hóa và du lịch và thể thao rất cao. Chúng tôi mong muốn chúng ta có thể tính toán chuyện này. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chị đều biết đó. Chúng ta ngoài cái phát xích long ra, chúng tôi cũng có tư vấn với Thủ Đức xây dựng cái phố đêm Thảo Điền cao cấp, ẩm thực cao cấp. Thật sự là bất ngờ. Rất tốt. Rất tốt. Quá tốt luôn. Nó tạo một sản phẩm cao cấp. Và đây vấn đề về xúc tiến quảng bá, các anh chị nói nhiều ở văn phòng ở nước ngoài và tiếp thị quảng bá truyền thông. Nhưng mà trước hết, trước khi nói được cái chuyện mà đi để mà nhà nước trích tiền cho chúng ta đó. Mà cái này thì xa vời lắm, xài tiền nhà nước khó lắm ạ. Thì thôi thì chúng ta có hai cái để làm. Trong tay có sẵn. Một là tập trung về quảng bá xúc tiến trên nền tảng đa phương tiện. Social media. Chúng ta đành phải làm thế thôi. Của ít, lòng nhiều, chúng ta làm trên đó. Lấy cái like, cái share, người Việt Nam chúng ta nhảy vào để hỗ trợ. Thứ hai là tận dụng những văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đã có sẵn ở nước ngoài. Báo cáo các anh chị là chúng tôi mới mở cái văn phòng Ấn Độ, văn phòng công ty tại Ấn Độ. Và đấy, đám cưới đó là cũng là một sản phẩm rất tốt ạ. Và chúng tôi sẵn sàng ở tại Ấn Độ, ở tại Mỹ, tại Úc, tại Singapore, tại Thái Lan, Campuchia, Pháp. Đây là văn phòng Viettravel đang có. Sắp tới thì chúng tôi sẽ có cái Dubai nữa, có thể là tháng 1 này. Là tháng là tháng 5 này là có cái ở Dubai. Chúng tôi sẵn sàng làm được cầu nối và đầu mối để xúc tiến, để quảng bá về Việt Nam với các sở ban ngành, hiệp hội về du lịch. Chúng tôi sẵn sàng. Cái này là nguồn lực của doanh nghiệp thôi. Nhưng mà tôi cũng là một doanh nghiệp nằm trong hệ của du lịch, mình có trách nhiệm và nghĩa vụ, không chỉ đòi hỏi mà phải có trách nhiệm nghĩa vụ để xúc tiến trở lại. Chúng tôi xin sẵn sàng chuyện này. Ở đây thì tôi sẽ nói thêm một chút về cái giá rẻ. Sáng nay VTV1 đưa rất đậm về giá rẻ giá đắt, đưa cái giá rẻ giá đắt lên. Du lịch Việt Nam bán giá thế có rẻ không? Và có vẻ rằng là mong muốn là chúng ta trở thành sản phẩm du lịch cao cấp. Chúng ta không cần số lượng, chúng ta cần chất lượng đến đây đông.
thưa rằng chúng ta cần cả chất lượng và số lượng ạ. Chúng ta rất cần số lượng để chúng ta thúc đẩy được kinh tế, đặc biệt là đối với kinh tế lan tỏa trong người dân. Chúng ta cần chất lượng để chúng ta lôi kéo được cái khách ở chất lượng cao, và chúng ta có quy hoạch tốt, chúng ta phân khúc được cái này. Đừng chê nó. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn báo Người Lao Động và các anh chị các báo đã hỗ trợ cho ngành du lịch chúng ta rất nhiều, đặc biệt đối với bản thân Viettravel chúng tôi, một tập đoàn du lịch và hàng không, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, báo đài để hỗ trợ trong vấn đề và thúc đẩy quảng bá hình ảnh và lan tỏa những cái thông điệp mà chúng tôi mong muốn, ngành du lịch mong muốn. Một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe, công việc hanh thông, năm mới thành công, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn.